Alo 1 2 3 4, alo 1 2 3 4 5 6, alo alo, chào cả nhà. Mọi người đang làm gì đó? Hôm nay như thế nào? Các bạn đang xem video của mình. Trong lúc các bạn đi làm gì thế? Có thể bình luận chia sẻ cho mình biết được không? Để mình có thể chỉnh sửa một vài kiểu như là âm lượng hay là gì đó để phù hợp với cái hoàn cảnh mà các bạn xem video. Thì bữa giờ mình lướt mạng xong rồi mình thấy có một cái tình huống là kiểu bán nhà bán đất đi đầu tư cho con học đại học, xong rồi tới lúc học ra thì con lại chưa kịp tìm việc thì nhà đất đã tăng giá lên một cách cực kỳ cao rồi, và các bạn cảm thấy vô cùng là tiếc nuối này kia. Ông cũng ơn trời phu trả lời xuất bản năm 2017 nhưng mà được dịch lại vào năm 2019, thì bằng một cách nào đó vô tình á, 5 năm trước thôi đã có cái phần này rồi, đó là ước gì tôi chưa bán căn nhà ấy. Nói chung là cái thời đại này nó cũng vậy, cũng có những cái tình huống như vậy, nhưng mà những cái trường hợp, những cái tình huống đưa ra trong cái quyển sách này nó vô cùng là đời thường, có nghĩa là khi mình đọc á, mình có thể áp dụng được vào cuộc sống luôn. Và nếu như các bạn thấy hay á, thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Ước gì tôi chưa bán căn nhà ấy. Khi bạn đưa ra lựa chọn trong đời, bạn hẳn sẽ nuối tiếc về một số quyết định trong đó. Vậy là cảm giác nuối tiếc đến khó chịu này là một điều cố hữu trong trải nghiệm làm người. Bởi vậy, các nhà tâm lý học Thomas Kulowitz và Victoria Medved đặt ra câu hỏi: làm sao chúng ta tìm được cách để xua đi cảm xúc dai dẳng ấy? Sự phán xét góp phần lớn trong cảm giác hối tiếc, rõ rệt hơn rất nhiều so với những cảm giác như tức giận hoặc ghen tuông. Nhà triết học Hampshire cho rằng nguyên nhân chính là bởi sự nhận thức luôn tràn ngập nhiều đến mức bất thường trong cảm giác hối tiếc. Nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ một cách thực tế về một quyết định mà mình đã đưa ra hơn là chỉ xem xét về cảm xúc. Mặt khác, hối tiếc không chỉ là phụ thuộc vào nhận thức mà nó đi cùng với rất nhiều cảm giác không thoải mái. Vì vậy, nó chắc chắn là một cảm xúc, nhưng đi kèm một lượng lớn thông tin nhận thức. Đây là một tình trạng bất thường. Vậy chính xác thì hối tiếc là gì? Nhà tâm lý học Lehman mô tả nó như một trải nghiệm của lý lẽ cảm nhận hoặc cảm xúc hợp lý để đáp lại cảm giác tiếc nuối vì tai họa, hạn chế, mất mát, thiếu sót và sai lầm của chúng ta. Nhiều nhà tâm lý học đã chỉ ra một hành động mà ta hối tiếc có thể mang tính chất vi phạm khi bạn đã làm việc gì đó, hoặc mang tính chất bỏ bê khi bạn chọn không làm việc gì đó. Thậm chí bạn có thể không chỉ hối tiếc vì một hành động, mà bạn hoàn toàn có thể ân hận vì đã nghĩ điều gì đó về một ai đó, chỉ vào hù với những thành viên khác trong nhóm đi đầu đấy. Tuy nhiên, có một điều mà mọi quyết định gây hối tiếc đều có, đó là bạn có trong tay quyền kiểm soát. Giả như bạn không thể tự mình đưa ra quyết định, thì cảm giác sau đó có thể là thất vọng, nhưng chắc chắn không phải là hối tiếc. Sẽ ra sao nếu cách chúng ta suy nghĩ khi cứ lặp đi lặp lại điều gì đó mà ta hối tiếc bao gồm một thành tố của suy nghĩ đảo ngược thực tại liên quan đến những gì chưa từng xảy ra? Đây là kiểu suy nghĩ về tất cả những phương án khác so với giải pháp mà bạn đã thực hiện. Về cơ bản, đó câu hỏi như kiểu sẽ ra sao nếu mà chúng ta tự hỏi trong đầu, sẽ ra sao nếu hồi đó tôi không bán nhà mà chờ một năm sau khi thị trường nhà đất nóng lên. Chúng ta càng dễ dừng lại sự kiện xảy ra trong quá khứ với kết quả tốt hơn. Có rất nhiều cách mà tôi có thể xử lý việc này tốt hơn, thì nỗi hối tiếc của chúng ta càng mãnh liệt hơn. Tình hình càng tệ hơn bởi mức độ cận kề. Nếu thị trường nhà đất khởi sắc chỉ một tháng sau khi bạn bán căn nhà của mình, bạn sẽ cảm thấy đau lòng hơn so với tình huống khi thị trường cứ dậm chân tại chỗ suốt mấy năm. Nhưng còn một yếu tố tăng cường khác là ngoại lệ. Nếu bạn đã hành xử theo một cách khác thường, có thể bạn thường thuê nhà một thời gian khi chuyển đến sống ở một nơi mới, thì sau đó bạn sẽ dằn vặt mình hơn vì đã đưa ra quyết định đó. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, vì một số lý do trong ngắn hạn, chúng ta hối hận vì đã hành động hơn là không hành động. Nhưng về lâu dài, chính vì không hành động mới khiến chúng ta tiếc nhiều hơn. Khi mọi người được hỏi về nỗi hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời,
Họ nói những câu như thế này: tôi ước tôi có thể nói với cha là tôi yêu ông ấy thế nào trước khi ông ấy qua đời. Hoặc tôi ước gì mình chăm chỉ nỗ lực hơn khi còn đi học. Thomas Gilovic và Mavet phát hiện ra rằng chính những việc mà chúng ta không thể thực hiện sẽ nổi trội hơn và khiến chúng ta đau buồn nhiều hơn. Vì nếu chúng ta gây ra chuyện rồi cảm thấy hối hận, thì chúng ta vẫn còn một cơ hội để sửa sai. Chẳng hạn, nếu bạn hối hận vì đã kết hôn với người bạn đời của mình, thì bạn có thể ly hôn. Nhưng nếu bạn từ chối một người mà sau này bạn lại mong được kết hôn, thì người đó lại có thể đã lấy một phụ nữ khác. Cơ hội để hành động phụ thuộc cụ thể và thời điểm và không cho phép bị sửa sai. Thêm nữa, vì sự kiện còn bỏ ngỏ, ta chưa hành động nên nó chưa bao giờ được khép lại. Vậy như phát hiện của Pluma, hồ sơ về sự kiện đó trong não bộ vẫn luôn để mở và cảm giác nuối tiếc vẫn còn dai dẳng. Vậy làm sao để tôi rũ bỏ được hối tiếc? Gilovic và Medved đề nghị sử dụng một cách được gọi là giảm sự bất hòa. Nhà tâm lý học Leon Frestinger là người đầu tiên đặt cái tên cho sự bất hòa về nhận thức, cho cảm giác chúng ta có khi niềm tin và hành vi của chúng ta xung đột với nhau. Chẳng hạn, tiếp tục hút thuốc ngay cả khi biết nó là một mối nguy hiểm quan trọng với sức khỏe. Hiện tượng đó cũng xảy ra khi những suy nghĩ của chúng ta về thế giới và bản thân xung đột với nhau. Vì vậy, khi chúng ta đưa ra một quyết định dựa trên tất cả những thông tin và suy nghĩ sáng suốt có thể, và sau đó sự việc chuyển biến xấu, sự khác biệt giữa những gì chúng ta kỳ vọng từ quyết định và những gì diễn ra trong thực sẽ dẫn đến cảm giác bất hòa khó chịu ấy. Đây là một trạng thái căng thẳng mà chúng ta rất muốn giảm thiểu và xóa bỏ. Vì vậy, bộ não của chúng ta bắt đầu tìm cách làm điều này. Nó cứ loanh quanh luẩn quẩn tự hỏi, làm sao có thể khiến chuyện này trở nên tốt đẹp hơn? Làm thế nào tôi có thể khiến những ham muốn và kỳ vọng của tôi phù hợp với những gì đã xảy ra? Tôi có thể thay đổi thế giới hoặc chứng chỉnh những việc mà tôi đã làm có chỗ cho sự thay đổi không? Đề xuất đầu tiên của Gilovic và Medved là hãy sửa chữa bất cứ điều gì mà bạn có thể. Nếu bạn chọn sai ngành ở trường đại học, hãy xem thử liệu bạn có thể đăng ký học thêm lớp buổi tối hay không. Sau đó hãy cố tìm ra một vài tí hy vọng. Và hãy đặc biệt chú ý đến những gì bạn đã học được từ trải nghiệm về bản thân, về người khác hoặc thế giới. Nếu bạn có thể xác định được một hoặc nhiều hơn những điều hữu ích mà bạn đã học được và có thể nói về kinh nghiệm ấy, tôi đã học hỏi được nhiều thứ, bạn sẽ giảm được đáng kể sự bất hòa nhận thức. Điều đó nói lên rằng bạn sẽ giảm được tình trạng căng thẳng về kết quả và con đường phát triển bản thân cùng lợi ích cá nhân mà bạn trù tính. Từ quan điểm này, quyết định ấy mang lại cho bạn điều gì đó tốt đẹp, một điều gì đó đáng giá. Về cơ bản thì bạn nên thay đổi lời phán xét đi chi phối cảm xúc hợp lý ban đầu. Đó là tất cả những gì mà bạn có thể làm, bởi vì bạn không thể thay đổi được sự việc bằng cách hướng tới sự chú ý của bạn ra khỏi sự việc và hướng đến một cách suy nghĩ khác về nó. Bạn có thể thay đổi đến một nửa số xung đột để tạo ra cảm giác bất hòa và từ đó khiến cả hai hợp với nhau. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là hướng đến một cái nhìn bao quát hơn toàn bộ cuộc sống của bạn và nhìn nhận sự kiện từ đó. Nếu từ góc nhìn này mà bạn có thể nhận thấy bạn đã học được điều gì đó thực sự giá trị, thì sự bất hòa sẽ biến mất. Tôi phải bỏ công sức, phải không? Không nhất thiết. Một con đường khả thi khác là làm theo những gợi ý của nhà trị liệu tâm lý huyền thoại Fritz Perls, người cùng với vợ mình là Laura Perls sáng lập ra liệu pháp Gestalt. Theo hai vợ chồng họ, quá khứ không tồn tại. Nếu bạn đang suy ngẫm về một ký ức, thì bạn vẫn đang ở trong hiện tại để nhớ lại. Và dù sao thì trí nhớ của bạn sẽ không được chính xác, bởi vì mỗi lần bạn nhớ lại và xem xét lại, thì bạn đã thay đổi ký ức rồi. Suy nghĩ kiểu loạn thần là lối nghĩ lệch lạc về thời gian. Ripper nói, nó không đúng về mặt thời gian. Chúng ta trở nên u uất khi nghĩ về những chuyện trong quá khứ đã ngăn trở ham muốn, và rồi sau đó cảm thấy lo lắng bằng cách phóng chiếu chúng đến tương lai, cho đến khi chúng ta có trộn rộn trong sự mơ hồ của nối tiếc, lo lắng, tức giận và xấu hổ. Và đáp án của ông là gì? Hãy bước ra khỏi đầu mình và đến với những cảm giác của bạn. Theo nghĩa đen, hãy ngừng suy nghĩ và dồn tất cả sự chú ý của bạn vào các giác quan. Ngay bây giờ bạn có thể nhìn thấy, nghe được, ngửi hoặc chạm vào thứ gì.
chuyện gì đang xảy ra với hơi thở của bạn. Bằng cách tập trung vào các cảm giác ở đây và ngay bây giờ, tâm trí của bạn sẽ lắng dịu và đồng thời rộng cửa đón nhận dòng thông tin từ thế giới xung quanh. Chẳng có thứ gì tồn tại ngoại trừ hiện tại, ông cho hay. Tất cả chỉ có thế thôi, đừng lừa gạt bản thân nữa. Pearl không bao giờ nể nang ấy hết. Đó là lòng nhiệt thành khi ông cố gắng đánh thức chúng ta cho chúng ta đến với cuộc sống. Bạn cần chú tâm hoàn toàn về hiện tại. Vì vậy, hãy ép sự chú ý của bạn hướng về đây nếu cần thiết. Nhưng nếu có thể thì hãy chú ý về đây là được. Bên nổi tiếng vì kêu gọi mọi người ở đây và ngay bây giờ, vì bạn chẳng có nơi nào khác để đi đâu. Và nếu bạn có thể nắm bắt được điều này thì nó giống như một trò ảo thuật vậy. Toàn bộ xung đột về bất hòa, nhận thức biến mất vì nó không còn quan trọng nữa. Xong, giống như con thỏ biến mất ở chiếc mũ của ảo thuật gia vậy. Vì vậy, ông khuyên ta đừng có nghĩ về nó. Làm đi, bây giờ, hiện hữu, ngay đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Và rất mong nó sẽ một phần nào đó giúp ích cho cuộc sống của các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Tạm biệt, mình là bạn Bảo. Và chúc mọi người có ngày mới tốt lành.